Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, kính mời quý vị cùng theo dõi. Một số chiến binh Ukraine tham gia cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk bị lực lượng Nga bắt giữ trong một cuộc đột kích mới đây đã thừa nhận rằng họ từng giúp vận chuyển thường dân Nga đến một địa điểm không xác định. Đoạn phim được đăng tải cho thấy các chiến binh vũ trang Ukraine đang hộ tống những người đàn ông Nga. Một số người trong số họ bị đánh, bịt mắt và trói tay từ nhà riêng và đẩy họ lên xe tải. Họ được cho là thường dân bị bắt cóc ở làng Goncharovka, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 8 km. Trong quá trình thẩm vấn, những tù binh Ukraine được yêu cầu giải thích thêm về đoạn phim và giải thích họ đang đưa ai lên xe và tại sao. Một trong những tù binh khẳng định rằng những người đàn ông đó là lính nghĩa vụ Nga bị người Ukraine bắt giữ, nhưng thừa nhận ít nhất 3 người trong số họ thực sự là những thường dân đến thăm ai đó. Người lính Ukraine khẳng định rằng đơn vị của anh ta chỉ được giao nhiệm vụ thu thập người dân, vận chuyển và giao nộp cho cảnh sát quân sự. Anh ta còn nói không biết lý do tại sao dân thường bị bắt. Những người lính Ukraine này còn cho biết họ đã phục vụ trong quân đội kể từ mùa xuân năm ngoái với tư cách là trinh sát, mặc dù không phải trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Một tù binh thừa nhận đã được đào tạo ở Đức, trong khi một người khác khẳng định anh ta chỉ được đào tạo quân sự cơ bản. Video về cuộc thẩm vấn do Thiếu tướng Abdi Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Amas của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, tiến hành đã được đăng trên Telegram vào ngày 17 tháng 8. Hôm 17 tháng 8, tướng Alaudinov của Nga tuyên bố rằng lực lượng dự bị quân sự của Ukraine được triển khai trong khu vực đang cạn kiệt, với việc binh lính đầu hàng loạt trong những ngày gần đây. Tổng thống Putin và các quan chức Nga khác đã tuyên bố không thể có đàm phán hòa bình với Kiev chừng nào quân đội Ukraine còn nhắm vào dân thường và đe dọa nhà máy điện hạt nhân Kursk. Liên quan đến vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại tháp tản nhiệt của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, hãng TASS ngày 18 tháng 8 dẫn lời đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Viên, ông Mikhail Ulyanov cho biết, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã bác bỏ các cáo buộc rằng Nga đứng sau vụ hỏa hoạn tại tháp tản nhiệt của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông Ulyanov viết trên kênh Telegram, các nguồn tin chống Nga tiếp tục cáo buộc vụ cháy tại tháp tản nhiệt của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là do Nga gây ra, làm cháy các lốp ô tô ở đó. Những cáo buộc như vậy thật lố bịch, đặc biệt khi xét đến thực tế là các chuyên gia IAEA, những người đã đến cơ sở này ngay lập tức và chính thức bác bỏ những báo cáo giả này. IAEA cho biết các chuyên gia chưa thể xác định được nguyên nhân gây ra đám cháy. Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên, Áo, Mikhail Ulyanov cũng đã mời Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi đến nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Kursk của Nga, khu vực lực lượng Ukraine đang tấn công. Ông cho biết, lời mời đến thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk và thành phố vệ tinh Kuchatov trong tương lai gần đã được chuyển đến người đứng đầu IAEA. Đây là một việc không phổ biến nhưng rất kịp thời và quan trọng. CEO Alexei Likhachev của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nga Rosatom đã gọi điện cho ông Grossi để nói về tình hình xuống cấp về an ninh tại các nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và Kursk do những hành động khinh suất của phía Ukraine. Theo CNN, người đứng đầu Trung tâm Đối phó Thông tin Sai lệch tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andriy Kovalenko cáo buộc Nga có thể đang chuẩn bị hành động khiêu khích hạt nhân sau khi cáo buộc không thành công với chúng tôi liên quan nhà máy điện hạt nhân Kursk. Trong một thông điệp đăng tải trên kênh Telegram ngày 18 tháng 8, Thống đốc vùng Sevastopol do Moscow bổ nhiệm cho biết, quân Ukraine đã phóng các tên lửa mồi nhử về phía cầu Kursk nối bán đảo Crimea với phần đất liền Nga để thăm dò hệ thống phòng thủ địa phương. Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Zavozhev viết, cảnh báo tấn công tên lửa đã bị hủy bỏ sau vài phút vì quân đội Ukraine đang phóng tên lửa mồi nhử, đối phương một lần nữa thăm dò hệ thống phòng thủ của bán đảo. Theo hãng thông tấn TASS, ông Zavozhev cũng viết rằng hạm đội Hải quân Nga sẽ tiến hành một cuộc tập trận gần cầu tàu phía Bắc Crimea và dự kiến sẽ tiến hành một lần phóng thử nghiệm vũ khí. Quan chức này nói thêm, tình hình ở Sevastopol hiện yên bình.
Cùng ngày, trong bài phát biểu tối 18 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hối thúc các nước đồng minh và đối tác đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí và đạn dược cho Kiev, đặc biệt việc gửi kịp thời cho các gói viện trợ đã công bố. Báo Pravda của Ukraine dẫn lời ông Zelensky nói, tôi vừa nhận được báo cáo của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Zelensky về tình hình ở miền đông đất nước, chiến dịch tấn công vào vùng Kursk của Nga, quỹ trao đổi cũng như việc cung cấp đạn dược và vũ khí cho các lữ đoàn, lực lượng dự bị của chúng tôi. Các quân nhân của chúng tôi đang làm rất tốt trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, các đối tác của chúng tôi cần phải cung cấp hàng tiếp tế nhanh hơn. Chúng tôi thực sự yêu cầu điều này. Không có kỳ nghỉ nào trong xung đột. Tôi đặc biệt gửi điều này tới Mỹ, Anh và Pháp. Trong bối cảnh hàng trăm, thậm chí hàng nghìn binh sĩ Ukraine với sự hỗ trợ của thiết bị bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử, xe bọc thép do phương Tây viện trợ, đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga từ hôm 6 tháng 8, chính phủ Mỹ, Anh và Pháp hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi các phát biểu của ông Zelensky. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Đức đã tăng ngân sách quân sự và tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng, một mặt để hỗ trợ Kiev, một mặt để đảm bảo an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, báo cáo nội bộ từ Bộ Quốc phòng Đức cho biết, yêu cầu của Kiev về phụ tùng thay thế cho pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Berlin cung cấp đã không được đáp ứng, khiến lực lượng Ukraine không thể sử dụng loại pháo này trong cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga. Báo cáo cho biết, trường hợp của pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 là một trong khoảng 30 lĩnh vực hỗ trợ ưu tiên trị giá khoảng 3 tỷ euro mà Đức cam kết hỗ trợ Ukraine chưa được đáp ứng, cùng các lĩnh vực khác bao gồm hệ thống phòng không, pháo binh và thiết bị bay không người lái. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đức chỉ ra rằng, nguồn cung từ kho dự trữ Bundeswehr, Bộ Quốc phòng Đức không thể được đảm bảo như đã lên kế hoạch và cam kết. Bộ này đồng thời cảnh báo rằng hỗ trợ chung đang gặp rủi ro. Theo báo cáo của truyền thông Đức, biện pháp khẩn cấp tiết kiệm chi phí của chính phủ Đức nhằm đóng băng viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh khủng hoảng ngân sách đang diễn ra trong nước đã làm gián đoạn không chỉ viện trợ trong tương lai mà còn cả kế hoạch cung cấp vũ khí, thiết bị và đạn dược mà Bộ Quốc phòng Đức đã cam kết. Một nguồn tin chính phủ nói với giới truyền thông khi thảo luận về việc đóng băng viện trợ cho Ukraine rằng bữa tiệc đã kết thúc và nồi cũng đã cạn. Đức là nhà viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine trong NATO, chỉ sau Mỹ. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiev, Berlin đã cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 10,2 tỷ euro viện trợ vũ khí. Đức đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí, bao gồm từ xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder đến hệ thống tên lửa tầm xa Iris-T và Patriot, súng phòng không Gepard, hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS. MAS, tên lửa Stinger, thiết bị bay không người lái, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh thời Liên Xô còn lại từ Đông Đức cũ. Các đồng minh phương Tây luôn phản đối Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga do lo ngại xung đột leo thang. Chỉ đến gần đây, một số nước bắt đầu bật đèn xanh cho Kiev sử dụng những vũ khí nhất định để tập kích các mục tiêu quân sự ở biên giới Nga. Bình luận về cuộc đột kích của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga, Bộ Ngoại giao Đức cho biết, Ukraine có quyền tự vệ được quy định trong pháp luật quốc tế, điều này không giới hạn ở lãnh thổ của họ. Bộ Quốc phòng Nga đề cập đến thiết bị của Đức gần như hàng ngày trong các báo cáo chiến trường về vũ khí bị phá hủy trong cuộc xung đột. Lữ đoàn không kích Galicia độc lập số 80 mới đây đã công bố một cuộc phỏng vấn với binh sĩ từng tịch thu xe tăng T-90M Prodrip tiên tiến của Nga ở khu vực Kursk. Trước đó, một phóng viên AFP chụp bức ảnh vào ngày 14 tháng 8 cho thấy xe tăng T-90M do Nga sản xuất ở vùng Sumy của Ukraine. Bức ảnh làm dấy lên đồn đoán rằng Ukraine đã dùng siêu tăng này tấn công vào Kursk. Theo phía Ukraine, họ đã thu được chiếc xe tăng trong chiến dịch đột kích của lữ đoàn không kích số 80 đằng sau phòng tuyến của Nga. Trong cuộc tấn công, binh sĩ Ukraine phát hiện nhóm lính Nga cố gắng khởi động chiếc T-90 nhưng bất thành. Sau đó, Ukraine đã tấn công và tịch thu chiếc xe như chiến lợi phẩm. Họ phát hiện chiếc xe tăng không thể khởi động vì cạn ắc quy. Theo một sĩ quan của lữ đoàn không kích 80, sau khi thay thế các ắc quy, binh sĩ Ukraine đã khởi động lại xe tăng khoảng 10 lần và lái nó về vị trí của họ. Chiếc xe tăng chiến lợi phẩm này được đặt tên riêng Pirozhok. Tuy nhiên, theo phía Ukraine, kíp điều khiển mới của chiếc T-90M đã phàn nàn về hệ thống điều khiển nặng nề, sử dụng đòn bẩy để xoay thân xe. Binh sĩ Ukraine cho rằng phần tháp pháo của T-90M khó xoay, kíp lái khó ngồi. Trước đó, một trang tình báo nguồn mở thống kê, Nga có thể đã mất 100 chiếc T-90M sau gần 3 năm chiến sự ở Ukraine, bao gồm cả những chiếc bị phá hủy và những xe mà Ukraine tịch thu sau khi Moscow bỏ lại.
được phát triển bởi phòng thiết kế chế tạo máy vận tải Uran T-90M Prodrip là phiên bản cải tiến uy lực của dòng xe tăng T-90 chủ lực của quân đội Nga. Nó được trang bị một tháp pháo hoàn toàn mới khác và một động cơ mạnh mẽ hơn. Prodrip có hệ thống ngắm mới cho phép sử dụng vũ khí vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Một lợi thế của T-90M là có thể chia sẻ dữ liệu với các phương tiện khác trong thời gian thực. Đây là một trong những vũ khí hiện đại nhất Nga đưa tới chiến trường ở Ukraine, có thể được so sánh với xe tăng phương Tây như M1 Abrams, Challenger 2 hay Leopard 2. Năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng gọi đây là xe tăng tốt nhất thế giới.